quý vị và các bạn, hát si của người Nùng không cầu kỳ về câu chữ. Bất cứ hoàn cảnh nào, người hát cũng có thể ứng tác đặt lời cho một bài hát si. Gà gáy sang canh cũng là đề tài để đặt lời cho một bài hát si. Hát si, gà gáy gọi bình minh. Quý vị và các bạn thưởng thức sau đây là một ví dụ. Câu hát si của người Nùng xứ Lạng cứ ngân vang mãi, hòa quyện cùng lời then tiếng tính, tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc Tày Nùng xứ Lạng. Nếu ai đó đã từng một lần được đi nghe hát, hẳn không xuất ra được bởi những câu si tiếng tính như mời gọi lưu giữ du khách. Câu hát dân ca mượt mà đằm thắm với lời hát gần gũi thân thương đã trở thành sợi dây vô hình góp phần làm nên cốt cách của mỗi vùng quê xứ sở, mỗi dân tộc và mỗi con người. Chương trình ca nhạc quần chúng tuần này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.